Ngày 23 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thi hành kỷ luật 7 đảng viên liên quan trong 4 vụ án xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Đậm, chi ủy viên, tổng giám đốc công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn nguyên phó bí thư chi bộ, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận và đồng chí Phạm Nguyễn Thanh Tú, chuyên viên phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận, văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Đậm đã thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình hội đồng quản trị về việc tham gia hợp tác với đối tác chưa đúng quy định pháp luật, ký duyệt chi nguồn tiền thù lao còn thừa năm 2016 cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và điều chỉnh bút toán sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng đồng chí Phạm Nguyễn Thanh Tú đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xác nhận biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sang Tổng Công ty Phong phú để hoàn thành việc chuyển nhượng dự án trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 đảng viên gồm đồng chí nguyễn tấn tài đảng ủy viên bí thư chi bộ giám đốc trung tâm giống thủy sản và cây trồng nguyên nhân viên phòng nhân sự hành chính tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên hà thị nga nguyên phó trưởng phòng tài chính kế toán tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên trần thị kim trúc nhân viên phòng hành chính quản trị nguyên nhân viên phòng nhân sự hành chính tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên ngô thị ngoan nguyên phó phòng hành chính nhân lực, nguyên thư ký hội đồng thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Lê Thành Nhân, kế toán trưởng, nguyên kế toán tổng hợp công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận. Cả ba đảng viên, Tài, Nga, Trúc, đã tham gia hợp thức hóa hồ sơ, hợp đồng du lịch, tham quan học tập kinh nghiệm của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, góp phần làm thất thoát tiền của nhà nước. Hai đảng viên Ngoan và Nhân đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu biên bản hợp hội đồng thành viên và nghị quyết hội đồng quản trị, lập và ký các chứng từ hợp thức hóa nhằm điều chỉnh chứng từ phù hợp với nghị quyết của hội đồng quản trị, góp phần gây thất thoát tiền của nhà nước đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ba đảng viên Trần Nam Trang, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Tổ chuyên viên Ban chỉ đạo 09, Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Nhật, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hai đảng viên Trang và Phát đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan dự án số 812 đường Lê Duẩn và vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do Dương Thị Bạch Diệp cùng đồng phạm thực hiện. Đảng viên Nhật có liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ông Lê Tấn Hùng cùng các đồng phạm thực hiện.